Cô bác anh chị trở lại cái clip thứ hai này thì anh Thọ sẽ biểu diễn cho cô bác anh chị từng nhạc cụ, và đây là nhạc guitar phím lộn. Anh Thọ ơi, có điều em hỏi anh như thế này nè, ngày xưa anh với chị sao nên duyên vậy? Ngày xưa em cũng đi đàn gì nè. Dạ. Cũng đi đàn, hồi đó đi đàn ở nhà hàng. Rồi chị đam mê tiếng đàn anh hay sao? Đó mình không biết sao rồi. Rồi chị làm, lúc đó chị làm gì ở trong nhà hàng? Không làm gì nhà hàng, chỉ cặp bên nhà hàng đó. Giống như cô hàng xóm của em. Hàng xóm á. Dạ. Cô hàng xóm. Bây giờ anh sẽ đàn cho cô bác anh chị thưởng thức cái bài mùi nhất là Nam Xuân hay Nam Mai gì anh ha, hay là Lưu Thủy Hành Văn, hay là anh thích cái nào đó anh sẽ với lại thêm giọng cổ. Giờ đàn cho tặng cho cô bác anh chị một thể điệu là 8 câu Nam Mai đi ha. Dạ. Rồi. 8 câu Nam Mai mình ghép luôn giọng cổ đi anh, cho nó xuống giọng cổ đi, 2 câu giọng cổ đi ha. Dạ. Dạ. Rồi. Yeah.
Gửi thêm một bài nào nữa không, hay là anh sẽ vừa đàn vừa ca, em sẽ cầm bigo cho anh, hay là anh muốn độc tấu thêm một bài nào nữa, nói về cái tâm sự, cái bài nào anh thích nhất không trên cái guitar này? Guitar này dạ, giờ để em gửi cho bác một bài Đoạn Khúc Lâm Giang ha. Dạ. Khi mà anh đàn gì nè anh Thọ, con những con của anh á có đam mê do cái nghề giống như anh không? Không anh, không có đứa nào đam mê. Họ phải nói là tiếng đàn cực kỳ mùi, cực kỳ mùi. Đồ quá hay. Giờ em thì hồi đó học đàn học đó thì em cũng đánh rồi em cũng muốn cho thằng, tại lúc đó làm được á, làm đọt làm được á, muốn cho thằng trai nó học, mà nó không học, phải nó học giờ cũng tiêu rồi, tại bây giờ mạng nó chiếm quá rồi. Lúc đó đang thịnh hành á, trời ơi kêu nhỏ học. Bây giờ người ta kêu yêu cầu anh đi đàn, anh vẫn có thường đi đàn hay là chỉ đi bán vé số mưu sinh hàng ngày thôi anh? Không, kêu nếu kêu đi thì đi chứ, nhưng mà có một cái bây giờ nó ế lắm. Dạ, kêu đi thì đi, kêu đi cũng đi. Có đi vậy chứ không phải là không đi, có nhiều khi một hai tháng mới đi được show. Nhiều một hai tháng đi được show rồi sống thì sao? Dạ đúng rồi. Thôi bây giờ em kết thúc cái video clip này ở đây để làm clip khác để cho cô bác anh chị nghe thưởng thức tiếng đàn và giọng ca của anh ha, tiếng đàn guitar và giọng ca của anh.